Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, quan chức Cộng sản Việt Nam chi 2,5 triệu đô la để mua hộ chiếu vàng của Cộng hòa SIP. Một cái tát thẳng vào mặt của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Một quan chức nhà cầm quyền của thành phố Sài Gòn, đồng thời là đại biểu Quốc hội cùng với nhiều quan chức và tài phiệt các quốc gia khác đã chi hàng triệu đô la mua hộ chiếu vàng Golden Passport của đảo quốc Chip. Bộ phận điều tra báo điện tử Al Jazeera ở Qatar, Trung Đông hôm thứ Hai 24 tháng 8 cho hay rất nhiều tài liệu bí mật của chính phủ Chip bị rò rỉ được họ thu lượm, cho thấy có nhiều viên chức cấp cao và gia đình của họ tại một số nước đã mua hộ chiếu vàng của Cyrus trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến cuối năm 2019. Trong số danh sách được báo này liệt kê thì có ông Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội, hiện là Tổng Giám đốc Công ty Quốc doanh Phát triển Công nghiệp Tân Thuận IPC của thành phố Sài Gòn. SIP là một đảo quốc rất nhỏ nằm ở phía đông Địa Trung Hải, diện tích chỉ có 9.251 km2 với gần 1,2 triệu dân, nói hai thứ ngôn ngữ đó là Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Xứ này không có kỹ nghệ sản xuất, khoa học gì nổi tiếng mà phần lớn sống nhờ vào du lịch, gia nhập Liên hiệp châu Âu vào năm 2004. Theo Al Jazeera thì có được hộ chiếu vàng, người ta phải mua đầu tư tối thiểu là 2,5 triệu đô la trở lên vào SIP. Hầu như đều là những chính trị gia hoặc tỷ phú, triệu phú nắm giữ các chức vụ trong chính quyền hoặc các công ty quốc doanh tại một số nước. Cuộc điều tra cho thấy người mua hộ chiếu vàng còn có cả những kẻ tội phạm và những kẻ đang bị cơ quan điều tra truy nã quốc tế. Ngoài ông Phạm Phú Quốc của Cộng sản Việt Nam, trong số gần chục người thấy Al Jazeera nêu tên mua hộ chiếu vàng, thấy có Miri Rahman Rahmani, tài phiệt của Afghanistan, từng là chủ tịch Hạ viện và vợ với ba đứa con gái là Igo Riva, một thời là Thứ trưởng Phát triển Kinh tế của Nga. Họ có quyền tiếp cận ngân sách chính quyền, họ có thể ngồi trên các hợp đồng mua sắm của chính phủ và là ở vị trí quyết định, cho nên có nhiều nguy cơ tài chính công bị thất thoát khi họ ăn hối lộ và hối lộ kẻ khác. Lau Priulau, thành viên của tổ chức Minh Bạch Quốc tế TI, nhận định với báo Al Jazeera. Chỉ nói riêng trường hợp của ông đại biểu Quốc hội kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc doanh Tân Thuận, lương bổng theo chức vụ của ông được bao nhiêu để bỏ ra số tiền 2,5 triệu đô la mua hộ chiếu vàng của Cyprus? Không thấy được nguồn tin cho biết là ngoài ông Quốc, vợ con, gia đình ông có hộ chiếu vàng không, hoặc còn các quan chức cộng sản nào khác mua hay không. Theo ông Nigel Goldavius, một viên chức của Viện Chiến lược Quốc tế Anh Quốc, thì tại nhiều nước, người ta chỉ có thể tích tụ được tài sản lớn nhờ có mối quan hệ bất hợp pháp và móc ngoặc giữa những kẻ có quyền lực. Rồi khi có nhiều tiền rồi, người ta tìm cách để chuyển tài sản quanh co cách nào đó ra nước ngoài, rồi sau đó hưởng thụ lúc về già hoặc hạ cánh an toàn. Báo chí trong nước hồi cuối năm ngoái cũng đồng loạt đưa tin ông Phạm Phú Quốc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Sài Gòn, đã được điều động làm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Phát triển Tân Thuận. Công ty Tân Thuận mấy năm qua có rất nhiều tai tiếng và một số quan chức cầm đầu bị điều tra và ở tù về tội tham nhũng. Cho tới giờ này, chưa thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng như guồng máy thông tin tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam nói gì. Tin mới chỉ được Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà bật mí. Theo bà Lê Nguyễn Hương Trà thì Phạm Phú Quốc sinh năm 1968, quê Quảng Trị, trúng cử đại biểu Quốc hội lần đầu năm 2016 khi đang là Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Sài Gòn SFIC,
Quốc chính là người đã bán khu đất vàng 3.700 m², xưa là ITC bị cháy và hiện là dự án SGC Tower cho Vạn Thịnh Phát, một công ty tài phiệt có dính dáng đến Tàu Cộng. Và cần hiểu là SFIC là một công ty quyền lực vì được giao quản lý vốn nhà nước tại tổng công ty lớn nhất ở Sài Gòn như AEE, CII, TDS. Doanh thu hàng năm của SFIC khoảng 8.000 tỷ Việt Nam đồng và lợi nhuận trước thuế là hơn 1.700 tỷ Việt Nam đồng. Trước khi về SFIC thì Phạm Phú Quốc còn có tới 20 năm làm việc tại tổng công ty Bến Thành BTG với vị trí lãnh đạo cao nhất là chủ tịch hội đồng thành viên và là chủ trì bán khá nhiều tài sản của TCT Bến Thành cho tư nhân. Bà Lê Nguyễn Hương Trà viết rằng thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn thì SFIC phải giảm tỷ lệ sở hữu tại Sài Gòn Kim Cương SGC Tower xuống còn 25% thay vì 40%. Muốn vậy thì SFIC phải bán đấu giá hơn 13 triệu quyền mua cổ phần tại Sài Gòn Kim Cương. Việc này được Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý và đây là phi vụ bán vốn thành công của SFIC với tổng giá trị trúng thầu hơn 252 tỷ Việt Nam đồng. Tuy nhiên, sau vụ bán vốn tại Sài Gòn Kim Cương của Phạm Phú Quốc, Tất Thành Cang không tán đồng khi cả ba nhà đầu tư trúng thầu quyền mua được cho là có liên quan đến Vạn Thịnh Phát, một tài phiệt của Tàu Cộng. Mà trước đó thì Vạn Thịnh Phát đã giữ 60% cổ phần của Sài Gòn Kim Cương rồi. Vậy là coi như tòa nhà ngay trung tâm thành phố Sài Gòn thuộc về Vạn Thịnh Phát. Vụ này nghiêm trọng vì Phạm Phú Quốc đã chỉ định bán luôn và đổ là làm theo chỉ đạo của ủy ban. Tất Thành Cang kỷ luật Quốc không được, bèn đẩy Quốc khỏi vị trí quyền lực, điều chuyển Quốc qua làm phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thành phố, ngồi chơi xới nước. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm 2019 thì chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong đã điều động Phạm Phú Quốc về làm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghệ Tân Thuận IPC. Đây là doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố sở hữu 100% vốn điều lệ. Phạm Phú Quốc về thay Tề Chí Dũng bị công an khởi tố và bắt giam hồi tháng 5 năm 2019. Tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Theo Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà thì trải qua mấy đời ngồi lãnh đạo các tổng công ty nhà nước lớn ở thành phố Sài Gòn, thì nếu như Phạm Phú Quốc có mua quốc tịch ship để sơ cua phòng rủi ro là chuyện bình thường. Phạm Phú Quốc sinh ngày 3 tháng 4 năm 1968, quê ở Triệu Phong, Quảng Trị. Quốc hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2016, Quốc ngồi vào ghế đại biểu Quốc hội, khi đó đang là Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh SFIC. Khi là đại biểu và là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh, tưởng Quốc sẽ góp sức làm cho thành phố phát triển, nhân dân thành Hồ được ấm no, ai dè. Vừa lên cái Quốc đã phát triển tận bên Cộng hòa Síp. Mới đây thì ngày 24 tháng 8 năm 2020, theo tờ Al Jazeera thông báo trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2019, Phạm Phú Quốc đã mua hộ chiếu vàng của Síp với giá trị ít nhất là 2,5 triệu đô la tiền đầu tư vào nước này. Cyprus, Cộng hòa Síp thuộc Địa Trung Hải, có diện tích không lớn, chưa đến 10.000 km² và dân số thì hơn 1 triệu người. Cyprus thuộc khối Liên minh châu Âu, vì là quốc đảo phát triển về du lịch nên giá trị các hàng hóa không nhiều nên thuế gần như là bằng không. Vì ở đây thuế gần như bằng không cũng như không chia sẻ thông tin tài chính của cá nhân hay tổ chức doanh nghiệp mở tại nước này cho các quốc gia khác. Đảo Síp cũng không tham gia liên minh thuế quan nên được các quan chức xứ độc tài, trong đó có Việt Nam, tuồn tiền mà không cần phải chứng minh nguồn tiền ở đâu ra, tiền sạch hay là tiền bẩn. Hồ sơ nhập quốc tịch Síp
của Quốc được chấp thuận vào tháng 12 năm 2018. Vợ của Quốc cũng đã được nhập quốc tịch Síp. Từ đây, khi có quốc tịch ở đây rồi, Quốc có thể tiếp tục sang các quốc gia Âu Châu, Hoa Kỳ hay bất cứ đâu với khối tài sản mà Quốc vơ vét được, sinh sống và nhập tịch không gặp bất cứ một trở ngại nào, sống một cuộc sống bình yên, đến cuối đời trọn vẹn hưởng cái gọi là thành quả cách mạng. Hộ chiếu của đảo Síp thuộc danh sách 10 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, đứng thứ 8, miễn thị thực 122 quốc gia theo bảng xếp hạng hộ chiếu vào năm 2019. Chống tư bản là công việc, nhưng sống ở những nước tư bản mới là lý tưởng cách mạng của những đảng viên cừ cựu Cộng sản. Theo đuổi của đại đa số quan chức Cộng sản Việt Nam, trong đó có Phạm Phú Quốc là một ví dụ. Đây là một ký sinh trùng mà VTV nên đề cập tới. Thưa quý vị và các bạn, một điều tra mới được công bố thì cho biết là ông người Việt Nam này đã đầu tư rất lớn vào đảo Síp, và một doanh nhân đang chịu án tù vì tội hối lộ ở Việt Nam đã được nhập quốc tịch Cộng hòa Síp, nước cung cấp các hộ chiếu vàng cho nhiều cá nhân và các quan chức chính phủ bị nghi ngờ có dính líu đến tham nhũng. Theo điều tra của Al Jazeera, hai người nổi tiếng của Việt Nam đang có trong tay hộ chiếu vàng của Síp bao gồm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc, Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận IPC thuộc Đoàn Hội Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021, và ông Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG, người đang thụ án 3 năm tù nhẹ hều vì tội hối lộ. Hồ sơ nhập quốc tịch Síp của ông Quốc được chấp thuận vào tháng 12 năm 2018. Vợ của ông Quốc cũng đã được nhập quốc tịch Síp. Hồ sơ nhập quốc tịch của ông Vũ được chấp thuận vào tháng 5 năm 2019, khoảng 6 tháng trước khi doanh nhân này bị kết án tù về tội tham nhũng. Vợ của ông Vũ cũng đã được nhập quốc tịch Síp. Theo luật của Việt Nam, đại biểu Quốc hội chỉ được mang một quốc tịch Việt Nam. Hồi năm 2016, một đại biểu Quốc hội Việt Nam là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, một doanh nhân, đã bị mất tư cách đại biểu Quốc hội vì mang quốc tịch Malta. Theo Al Jazeera, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2019, chính phủ Síp đã cấp hộ chiếu vàng cho hàng chục quan chức cấp cao các nước và gia đình của họ. Việc cấp hộ chiếu này nằm trong chương trình khuyến khích người nước ngoài đầu tư vào Síp. Mỗi hộ chiếu như vậy thì được cho biết tốn khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ. Chương trình hộ chiếu này của Síp đã gặp phải chỉ trích của EU vì đây được coi là một cửa sau của người nước ngoài vào EU du lịch, làm việc, giao dịch ngân hàng một cách tự do. EU cho rằng chương trình này đặt ra mối nguy về an ninh cao đối với EU kể từ khi chương trình này bắt đầu vào năm 2013. EU cho rằng với chương trình này thì Síp đã cho phép những cá nhân có ảnh hưởng về chính trị từ những quốc gia thù địch với EU vào châu Âu. Bị sức ép từ EU vào năm 2019, Síp đã thay đổi luật, nhưng đã có quá nhiều người có ảnh hưởng chính trị từ nước ngoài được nhập tịch Síp. Vào tháng 7 năm 2020, Síp thông qua luật mới cho phép tước quyền công dân đối với những cá nhân được cho là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Síp. Tuy nhiên thì theo Al Jazeera thì luật mới vẫn để nhiều trường hợp nguy hiểm cao giữ nguyên quốc tịch Síp. Chính phủ Síp ngày 23 tháng 8 đã ra thông cáo báo chí cho biết là nước này đã xem xét các trường hợp được nhập tịch theo chương trình này để đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định của nước Cộng hòa Síp. Thưa quý vị và các bạn, công khai kết quả đánh giá thực sự có cải thiện được chất lượng cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Từ ngày 20 tháng 8, Nghị định 90 được thay thế hai Nghị định 56 và 88 của Chính phủ bắt đầu có hiệu lực, với những thay đổi được nói giúp cải thiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Một trong những thay đổi được nhiều quan tâm nhất là việc công khai minh bạch đánh giá cán bộ và công nhân viên chức nhà nước. Cụ thể, luật và nghị định trước đây quy định kết quả đánh giá chỉ được gửi đến người được đánh giá, nhưng từ ngày 20 tháng 8 trở đi, cấp quản lý ngoài thông báo bằng văn bản cho cán bộ
phải thông báo công khai về kết quả đánh giá xếp loại chất lượng trong cơ quan tổ chức đơn vị nơi cán bộ công tác. Tuy vậy thì hình thức công khai do lãnh đạo các cơ quan quyết định. Ông Nguyễn Từ Long, Phó Vụ trưởng Công chức Viên chức thuộc Bộ Nội vụ, đại diện cho cơ quan chủ trì soạn thảo khi trao đổi với báo mạng VN Express cho rằng một việc công khai được ưu tiên áp dụng môi trường điện tử như website của cơ quan. Mục đích được nói không chỉ riêng người được đánh giá mà cả đồng nghiệp của cán bộ công chức viên chức đó, thậm chí là cả người dân cũng có thể nắm được và có quyền theo dõi. Người đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết nội dung mới vừa nêu trong Nghị định 90 được quy định nhằm tránh sự nể nang trong công tác đánh giá cán bộ. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự đã bày tỏ ủng hộ của ông đối với quy định mới được áp dụng từ ngày 20 tháng 8 vừa qua. Nhìn chung thì nếu minh bạch như thế sẽ có động lực cho họ thay đổi. Tất nhiên cũng sẽ có những người vì đánh giá như thế được công khai thì có thể họ sẽ bực tức, nhưng đấy là chuyện con người. Nếu làm được như thế, có hệ thống công khai đối với những công chức hay cán bộ thì tôi nghĩ đấy là việc tốt cho bản thân của cán bộ và cả đội ngũ cán bộ. Một viên chức ngành giáo dục không muốn nêu tên cũng đồng tình với nhận định vừa nêu. Cô đưa ra nguyên nhân. Đã đưa vào đánh giá công khai thì cũng sẽ đi cùng với việc xếp loại công chức theo vị trí, việc làm. Ai không được thì sẽ bị ảnh hưởng đến lương bổng, cắt giảm rất nhiều. Từ việc đánh giá công khai này chắc chắn người ta sẽ sửa đổi. Tuy nhiên thì chính do việc công khai kết quả cho nhiều người cho biết thì có thể nảy sinh thêm vấn đề, vị viên chức ngành giáo dục này cho hay. Trong bộ máy nhà nước nếu được đánh giá như vậy thì muốn được kết quả mà mọi người dân đều biết thì cũng sẽ có những tiêu cực ở bên trong, để cho công chức viên chức đó được đánh giá tốt thì người dân mới yên tâm. Mặt nào cũng có sự tiêu cực trong đó, nhưng mình chưa hình dung nó như thế nào. Vẫn theo viên chức ngành giáo dục thì việc đánh giá nơi cô công tác bắt đầu với những việc công nhân viên chức tự đánh giá bản thân của mình. Ví dụ như trong quá trình làm việc đó xảy ra chuyện gì không hay với người dân, hoặc những tai nạn nghề nghiệp, hoặc bị thưa kiện sẽ bị hạn chế bớt, tức hạ bậc xếp loại. Sau đó thì kết quả tự đánh giá được đưa lên theo trình tự. Tùy theo từng cơ quan nhà nước sẽ đi từ bộ phận nhỏ nhất, ví dụ như trong một số cơ quan sẽ chia ra thành từng phòng ban. Trong những phòng ban sẽ chia thành tổ, đánh giá tổ rồi tổng hợp danh sách đưa lên phòng ban, rồi từ đó mới tổng hợp lại cơ quan nhà nước có đó mới xếp loại công chức như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, lâu nay người ta đánh giá theo cách chỉ có một nhóm người trong lãnh đạo liếc thầm với nhau để đánh giá. Phần lớn họ đánh giá không theo chuyên môn và theo những tiêu chuẩn chính trị như người ấy có trung thành với đảng hay không. Những cái rất mơ hồ. Người ta chưa đánh giá đến nơi đến chốn về công việc, chuyên môn, hành xử. Báo VN Express dẫn lời ông Nguyễn Từ Long cho biết là theo quy định thì người thực hiện công tác đánh giá phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chính xác, không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức, đồng thời bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá. Ngoài ra ông Long cũng cho hay là con số đánh giá từng ngành và từng bộ sẽ được báo cáo công khai chính phủ hàng năm. Người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của ngành mình. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A thì quy trình công khai minh bạch kết quả kiểm tra cán bộ bước thay đổi tích cực, vì ông cho rằng các cán bộ được phân công tiến hành đánh giá theo sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản hiện nay, nên việc đánh giá khách quan hay không phải dựa vào các tiêu chí đánh giá. Nếu họ đưa ví dụ như 15 tiêu chí gạch đầu dòng là những gì một cách rõ ràng, sau đó đánh giá những người cán bộ và công bố tất cả những sự đánh giá để không chỉ người đấy mà kể cả bạn bè, đồng nghiệp xung quanh và nhân dân được biết. Nếu làm được như thế thì một điều rất tốt, bởi vì như thế thì đồng nghiệp, những người biết người bị đánh giá xem coi là đánh giá đó có trung thực hay không. Có thể những đánh giá đó ban đầu lệch lạc, trong quá trình công khai như thế thì kể cả tiêu chuẩn đánh giá
Cơ quan đánh giá và kết quả đánh giá thì dù sự đánh giá ban đầu chưa được chính xác với thời gian lặp đi lặp lại, tương tác giữa người dân, người đánh giá và nhân vật đánh giá thì sẽ làm cho giá trị đánh giá như thế ngày càng tốt hơn và trung thực hơn. Do đó, ông Nguyễn Khắc Mai nhận định rằng vấn đề chính là phải đổi mới thể chế xã hội, thể chế chính trị hiện nay. Việc xây dựng chính quyền dân chủ thật sự tôn trọng pháp luật, thi hành mọi việc theo đúng pháp luật và đạo đức công chức mới là vấn đề lớn của Việt Nam hiện nay được đặt ra. Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trong những tuần qua luôn là vấn đề được chính phủ Hà Nội quan tâm và bàn luận đến. Tuy nhiên thì vấn đề mức lương dành cho cán bộ vào biên chế nhà nước xưa nay vẫn được đánh giá là thấp so với mức sống. Vì thế mà có không ít nhận định cho rằng nhiều người trong nhà nước cố vào biên chế để hưởng bổng chứ không phải là lương. Đây cũng là đánh giá là nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến phẩm chất và hiệu quả của công tác cán bộ trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, những đại biểu quốc hội dính lùm xùm quốc tịch nước ngoài toàn gương mặt vàng, làng sai phạm. Không chỉ riêng có ông Quốc vừa bị phát hiện ở chip, mà trước đó nhiều doanh nhân là đại biểu quốc hội dính lùm xùm mang quốc tịch nước ngoài, đơn cử như ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thái Bình. Cụ thể, vào năm 2018, dư luận cho rằng ông Thân đã vi phạm quy định pháp luật khi cùng lúc mang hai quốc tịch Việt Nam và Ba Lan. Ngay sau đó, trả lời các cơ quan truyền thông, ông Nguyễn Văn Thân cho biết năm 2014, ông có đăng ký thêm quốc tịch Ba Lan. Tuy nhiên, đến năm 2016, trước khi ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14, ông đã xin thôi quốc tịch Ba Lan. Tôi khẳng định hiện nay và trong suốt quá trình làm đại biểu quốc hội 100% là tôi không có quốc tịch Ba Lan, ông Thân nói. Cùng với đó, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khi ấy cũng cho biết là sau khi xuất hiện các cáo buộc đối với đại biểu Nguyễn Văn Thân, cơ quan chức năng của Quốc hội đã ngay lập tức tiến hành kiểm tra hồ sơ đại biểu quốc hội này và xác định ông Thân từng có quốc tịch Ba Lan. Nhưng khi ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14, ông Thân đã có văn bản đề nghị Tổng thống Ba Lan cho thôi quốc tịch nước này. Tổng thống đã có quyết định cho ông Thân thôi quốc tịch Ba Lan. Như vậy, trước khi ứng cử đại biểu quốc hội, ông Thân, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ có một quốc tịch và đến giờ ông cũng chỉ có một quốc tịch Việt Nam, không có thêm quốc tịch nào khác. Và ông Thân đã có văn bản báo cáo đến các cơ quan chức năng về việc này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói. Nguyễn Văn Thân sinh năm 1955 là đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình. Ông đã ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội lần thứ 14 năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Thái Bình gồm các huyện Đông Hưng và Thái Thụy. Đợt bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 cũng có trường hợp đại biểu quốc hội khác vướng lùm xùm mang hai quốc tịch, đó là Nguyễn Thị Nguyệt Hương, đại biểu quốc hội khóa 13, trúng cử khóa 14 thuộc khối doanh nhân. Bà Hương bị phát hiện mang hai quốc tịch Việt Nam và Malta. Tại phiên họp chiều ngày 3 tháng 8 năm 2016, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội kỳ họp thứ 2 khóa 15 đã thông qua nghị quyết bãi miễn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hương. Lý do là bởi việc có hai quốc tịch của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hương đã vi phạm hiến pháp, luật quốc tịch Việt Nam. Bà Nguyệt Hương sinh năm 1970 tại xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bà là thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học IMPAC Mỹ, cử nhân ngôn ngữ Đại học Tổng hợp Lenin Moscow, cử nhân Anh văn Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Trước khi được biết đến tư cách đại biểu quốc hội liên tiếp các khóa 12, 13, 14, bà đã nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hương giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Vis Group, một trong những doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp hàng đầu tại miền Bắc. Kể từ năm 2006, khi tuổi đời chỉ mới 37 tuổi. Ngoài ra, bà Hương cũng được biết đến là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn NTNG Holdings
đơn vị được cho là có cổ phần lớn tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản TNA Holdings Việt Nam. Bên cạnh đó thì bà Nguyễn Thị Nguyệt Hương chính là chủ tịch hội đồng sáng lập ngân hàng Maritime Bank và vợ ông Trần Anh Tuấn, chủ tịch hội đồng quản trị Maritime Bank nhiệm kỳ 1 2012 đến 2016. Cựu đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến cũng từng dính đến lùm xùm mang hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ. Bà Đặng Thị Hoàng Yến được biết đến là bồ nhí của Tư Sang, Trương Tấn Sang. Bà Yến được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long giới thiệu ứng cử trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 năm 2011, nhưng tới năm 2012 bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội do không trung thực khi khai hồ sơ ứng cử vì chồng bà quốc tịch Mỹ. Tháng 5 năm 2012, bà Yến viết đơn xin từ nhiệm trước khi Quốc hội họp bàn xem xét bãi tư cách đại biểu Quốc hội. Trong đơn, bà cho hay đã mệt mỏi vì chịu nhiều sức ép dư luận. Bà Đặng Thị Hoàng Yến sinh năm 1959, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, là người sáng lập tập đoàn Tân Tạo ITA từ năm 1993. Bà Yến là một doanh nhân rất nổi tiếng, 3 năm liền thuộc top 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán 2008-2010. Dưới sự lãnh đạo của bà Đặng Thị Hoàng Yến, nửa cuối thập kỷ 2000, thì tập đoàn Tân Tạo liên tục giành được quyền phát triển hàng loạt các dự án có quy mô rất lớn, đáng kể nhất là siêu dự án nhiệt điện Kiên Lương, cảng nước sâu Nam Du và tổng vốn đầu tư 6,7 tỷ đô la Mỹ, dự kiến khởi công vào cuối năm 2009 và đi vào hoạt động 4 năm sau đó. Tuy nhiên, sau khi bà Yến rời ghế đại biểu Quốc hội thì Tân Tạo cũng lao dốc từ đó và suốt 8 năm liền. Cổ đông cũng không còn thấy sự xuất hiện của bà Đặng Thị Hoàng Yến, dù vị này cho tới nay vẫn đứng tên chủ tịch hội đồng quản trị. Việc điều hành các kỳ đại hội lần lượt được ủy quyền cho Tổng Giám đốc Thái Văn Mến điều hành tại Đại hội Tân Tạo từ năm 2013 đến năm 2016, và em trai của bà là Đặng Thành Tâm điều hành tại Đại hội Tân Tạo 2017 đến 2019. Cho đến những đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức trực tuyến vào tháng 6 vừa qua thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đặng Thị Hoàng Yến đã bất ngờ xuất hiện. Bà Yến cho biết lý do bà không tham dự đại hội cổ đông thường niên và nào kể từ năm 2013 là vì bận công tác nước ngoài, lịch làm việc dày đặc. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.